Chào bà con, chào các bạn. Mời bà con và các bạn đến thăm những vườn dưa làm đúng kỹ thuật. Anh trồng dưa này được mấy tháng rồi? 5-6 tháng rồi. Đây, những cây dưa mới được 5-6 tháng nhỉ? Sao có cây này to thế này? Đây, cây này sao? Cây này đột xuất lớn thế nhỉ? Cây này cũng 5 tháng. Tháng 3 tháng 9 là 5-6. Ừ, cây này cao bây giờ 4 mét đấy. Ui, nhỉ? 5 tháng, 6 tháng. Đây, anh chăm bón kỹ thuật này, anh học ở đâu mà anh chăm được cây xưa đẹp nhé? Anh học ở đâu mà được cây xưa đẹp? Nhưng cây này anh, sao anh để hai cây này? Nhưng mà anh cũng mạnh dạn tỉa đi một cây đi, chứ để mình lấy gỗ mà anh ạ. Anh xác định lấy gỗ đúng không? Đúng rồi, mình xác định lấy gỗ chỉ để một cây một thân như này thôi này. Anh làm này là rất đảm bảo đây, cho cái mầm nào là anh cắt đi mầm đấy, thế này là rất đúng kỹ thuật đấy, rất đúng kỹ thuật. Mà bắt đầu anh này, cây to nhất của anh này bắt đầu là 4 mét rồi. 4 mét từ giờ rồi đi anh, trên kia anh để cành được rồi. Ừ, từ trên kia nó có cành anh không cắt nữa nhá, để cho nó bắt đầu ra tán. Thì nó càng có tán nó mới lại càng to, thì nó mới to thân. Bây giờ mình đang rong lấy thẳng. Năm đầu tiên này chủ yếu là lấy thẳng như này. Vâng. Đấy, anh học ở đâu được cái kỹ thuật mà chăm được cây xưa này là đúng? Xem ở trên mạng phải không? Tự mình. À thế à? Tự mình học ai đâu. Ở đây người ta làm. Đúng rồi. Em thấy nhiều nhà cứ để nó tự trâu nha, những cái cành này người ta không cắt đi đâu. Thế nó cứ chùm ra thành một đúng một búi này. Nhưng làm như thế thì nó không được gỗ. Đúng không? Mình xác định trồng lấy gỗ thì mình phải làm cho cây nó thẳng. Đấy. Thế anh trồng thế này là mật độ dày quá. Dày quá lay mai thì cây nó thẳng nó dài nhưng mà nó không to. Tức là mình muốn lấy được cái phi, tức là cái vanh của nó độ 100 là cái vườn này là khó. Nó chỉ một hai cây, mấy cây thì được phi to, nhưng nếu mà để dày là sau cái vanh cái phi nó không được to lắm. Tại vì như mình trồng bạch đàn trồng keo cũng thế, là thưa thì cây nó to mà bé thì cây nó bạch đàn, đúng rồi. Nhưng mà theo em ý, thì anh còn đất thì anh đánh nhá, anh để làm sao anh trồng cây cách cây là 4 mét đến 5 mét thì là đẹp nhất. Ui, thế mới được cây to chứ anh nghĩ cây sau nó to ấy mà to như cây sấu bên kia cả đấy, cho như kia nó tốn diện tích, chỗ này chỉ được 2 cây đến 3 cây này. Tốn diện tích. Thế như một cây đấy anh ạ, một cây đấy nó hàng trăm triệu, nhưng cây của anh này nó chỉ hàng chục triệu thôi. Thế là anh nghĩ nữa là anh bán tỉa hay gì? Bán tỉa thì cây nhìn được. Ở đây cũng trồng đây rất nhiều. Cây này cũng nên cắt cao dài, cắm cọc, đẹp lắm. Anh thế anh lấy giống ở đâu ấy? Anh xin mỗi nhà lấy cây. À, xin những cái nhà người ta cây cây to rồi mà nó có lõi rồi đấy phải không? Mà cây cũng phải có lõi rồi. Có lõi thì nó mới dụng, nó mới có quả. Thì mình mới tin tưởng cái giống cây đúng không? Ừ, thế là đảm bảo ở vùng này là nhiều cây, nhiều nhà có cây xưa có lõi rồi. Không phải xưa trắng đâu, đây là xưa đỏ hết đấy. Đây xưa trắng. Xưa đỏ ấy. Phải. Xưa đỏ lá nó khác. Thế xưa trắng anh trồng làm gì? Xưa trắng thì vẫn bán. Đây là xưa đỏ anh. Xưa đỏ đấy anh ạ. Ừ. Xưa đỏ lá nó mọc so le này anh này. Mà lá nó so le. Nhẵn bóng, mặt dưới trắng trắng này, trên xanh.
ngọn của nó cũng đã phơn phớt như này. Ừ, đấy. Thế mà anh vò cái lá này ra, anh vò cái lá này ra, anh ngửi nó mùi nó rất hôi, ngửi mùi rất hôi, đấy. Chứ không phải là sưa trắng đâu, đây là sưa đỏ. Đấy cho nên là đừng có nghe người ta bảo là sưa trắng xong lại chặt đi là đến lúc lại tiếc ngã ngửa ra đấy. Ừ, đó là sưa, đây là sưa đỏ anh ạ. Đây là một đống lõi gỗ sưa. Đây là những cây sưa trồng đã được hơn 35 tuổi. Hơn 35 mà vanh đã được 50. Cây thì 40, cây 50. Bây giờ bà con ta trồng sưa cũng đã quan tâm đến cây sưa, đã chăm và bón và làm đúng kỹ thuật. Thế nên sưa lên đảm bảo rất tốt. Sưa đấy khoảng 30 cây đó. 30 cây. Anh trồng từ năm nào anh ạ? Năm cây to này là trồng từ năm 2007. 2007. Đây cây cây. Cái số bé này là mới trồng 2015. Đây cây này 2007 đấy hả anh? À to này đấy nhỉ. Cây này đây cũng đã có người khoan thử ra đây này. Cháu nó về nó kiểm tra luôn đấy. Con lõi to chưa anh? À, nói là cũng vào 8 phân đến 10 phân rồi. Thế là cũng có tiền rồi đấy anh ạ. Và không... Ừ, cứ có lõi là có tiền rồi. Thế nhưng mà mình để thêm một thời gian nữa thì nó sẽ có giá trị. Đây anh cũng cắt tỉa là rất là cắt tỉa cành rất là đẹp này. Vâng, đấy anh làm khi xưa thế này là rất là đảm bảo đúng kỹ thuật đấy. Ừ. Mỗi một năm nó đã phát triển rất nhiều những cái cành con, cho nên là đến cái mùa này là mình phải hủy nó đi. Đúng rồi. Để nó nuôi bao khô. Đúng rồi, mà thế nó mới sinh ra lõi anh ạ. Ừ. Em cũng đã hướng dẫn bao nhiêu bà con rồi, là những cái cành nó ấy là mình cắt đi xong rồi nó mới sinh lõi. Ừ. Để nó thành đùm tùm, nó như bùi đám củi. Đúng rồi. Có người để thành cái búi xưa chứ không phải cây xưa. Không phải cây ăn quả hay cây lấy củi đâu. Đấy, cây của anh đây là rất là đẹp. Cây của anh cây nào cũng thẳng cao dài, nó dài mới được gỗ. Ngay từ lúc đầu là mình đã biết cách làm rồi, chứ không phải là trồng lấy gỗ chứ không phải là trồng lấy củi. Đúng rồi, mình nói thẳng quan điểm đấy, nên mình phải quan tâm đến nó. Vâng, có nghĩa là cái đất của mình nên là nó không hợp lắm, đất là đất cát. Đất cát thì nó chậm lõi hơn đất sỏi. Lõi hơn là một hai nữa là nó phát triển nó một nửa năm thôi. Vâng, một nửa năm về mùa khô là nó đứng lên. Đấy, cây này trông rất là già rồi, cây này thì cây này bắt đầu có lõi rồi. Từ giờ đi nên nó em nhanh này. Đó, mỗi tuổi mỗi già đấy, cùng dòng những cây kia nó cằn cỗi nó bé tí nó lên được đâu. Vâng. Tức là năm cây già đây, cây này cây hai, hai cây. Vâng. Đây như cây này nó đã cắt tỉa rất là đảm bảo. Cây này nõi rất to rồi. Cây này đã 13 14 năm. Nõi rất to. Những cây xưa như này là rất đảm bảo. Bà con đã biết cách cho tạo lõi ở đây thẳng cao hai cây nữa. Đấy là hai cây, tất cả 5 cây trồng 2007. Vâng. Vâng. Các bạn xem video hãy đăng ký kênh và chia sẻ để được xem các video tiếp theo. Xin chào các bạn, chào bà con.